Vâng, chào các bác, chào các quý hàng đang xem video. Tiếp tục với series xe lăng, hôm nay em sẽ giới thiệu cho bác một chiếc xe lăng 2 tấn nhãn hiệu Komatsu, một chiếc xe lăng đời mới nhất và hiện đại nhất của Komatsu bây giờ. Đời số 17, xe được sản xuất vào tháng 12 năm 2011, gần sang năm 2012 rồi. Hiện đang chạy số tự động, mình trang bị chiếc lăng dịch càng. Càng dài rất là đẹp luôn. Đây, được. Càng rất là dày luôn. Càng đẹp. Mọi thứ gần như nguyên bản Nhật bãi ạ. Vâng, xe rất là đẹp. Xe zin luôn. Rất là chất. Đèn vòi xi nhan đầy đủ hết ạ, em mới đăng kiểm xong. Sản xuất là FD20/17, sản xuất vào tháng 12 năm 2011. Quả báo chạy km/h đây, báo chạy tốc độ, chạy số động chạy cực kỳ dễ luôn. Cái này thì máy móc thì rất là đẹp luôn. Bóc nguyên zin, nguyên zin sản xuất. Đó, các bạn nhìn này, không có dấu hiệu sự là cậy mở ốc, ốc vẫn nguyên này, ốc vẫn nguyên sơn luôn. Xe rất là đẹp, mọi thứ nguyên zin. Ở bên đấy người ta quên không dùng. Xe rất là mới. Đây em nổ máy thử các bác. Xe nổ. La trùng. Test thử lực cho các bác. Gan đi lên rất nhanh. Gan đi. Xe này là khi lùi nó sẽ báo hiệu kêu tiếng Nhật luôn, là các nghe. Bật xuống rồi. Rất khỏe luôn. Đây. Đang đi rất là nhanh. Mọi thứ rất là đẹp luôn. Một chiếc Komatsu FD20/17. Rồi hiện đại nhất, mới nhất của Komatsu bây giờ. 2 tấn, số tự động. Tháp lưng 3m, dịch càng. Xe rất đẹp, sẵn bãi em rồi, thế là đăng kiểm đầy đủ. Các bác mà không thích dịch càng, các bác muốn thay đổi chiếc lăng thăng dịch giá hoặc là gật gù thì em đều hỗ trợ đổi cho các bác. Hoặc là lốp kép cũng thế, em đều hỗ trợ thay cho các bác chiếc lăng khác thôi. Giá cả hợp lý, bác nào có ưng ý, có nhu cầu thì xin mời gọi điện cho em. Số thoại 037 57 5765. Và em tư vấn nhiệt tình, em báo giá cụ thể luôn. Nếu bác gần đây mà mời các bác qua thử tải luôn, bác em nhiều xe. Ở ngoài trên Nga thì có rất nhiều xe. Bác vật liệu xây dựng thì có gạch, có đá, có sỏi sẵn ngay bên cạnh rồi. Không có em về em lại đây. Xe rất nhiều, rất đủ trọng tải. Thử tải luôn tại bãi luôn. Vâng, xem sẵn bãi rồi. Vâng, các bác có nghĩ thì cứ alo cho em thôi. Vâng, số điện thoại em để dưới góc màn hình. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Vâng, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.